hỏi. Thế là anh sang chơi, cháu định ở lại hai mẹ ngay. Bố Châu cười nói, cũng không thấy cô ấy đã mang cả quần áo mẹ lên, thế nào lại không ở chơi mấy ngày ạ? Tương Vân hỏi, anh Bảo có ở nhà không ạ? Bảo Hà cười nói, cô ấy chẳng nhớ ai, chỉ nhớ cô Bảo thôi, vì hai người thích chơi đùa với nhau. Thế thì vẫn chưa đổi được tính thanh quý đấy ạ. Giả Mẫu nói, vậy là các cháu đã lớn cả rồi, đừng còn tiếp tục nhỏ lại nữa. Vừa nói xong thì Bảo Ngọc chạy đến cười nói, em vẫn khỏe đấy ạ. Hôm đó anh cho người đi đón, sao em khỏe? Vương phu nhân nói, bà vừa nói xong, chúng tôi lại còn tiếp tục nhỏ cả rồi. Đại Ngọc nói, anh cơ, có cái gì đẹp để dành cho cô đấy? Tương Vân hỏi, gì đấy ạ? Bảo Ngọc cười nói, em tin lời cô ấy ạ. Mấy hôm cô khóc đã thấy lớn lên rồi. Tương Vân cười hỏi, chị Thập Nhất có khỏe không ạ? Bảo Ngọc nói, à, vẫn khỏe, cảm ơn em đã nhớ đến. Tương Vân nói, tôi mang cái vật đẹp này là cho chị ấy đấy ạ. Nói xong Tương Vân sợ cái khăn lụa, lấy ra một gói công. Bảo Ngọc nói, lại cho cái đẹp này, chỉ bằng đem cho người ta mấy cái dụng cụ thành thành một đó, như hôm đó đã được làm đấy. Tương Vân cười nói, đây là cái gì đấy? Mở gói ra mọi người xem, quả nhiên một gói vô kinh nghiệm màu đỏ là thứ nhận đã cho Vân sang lần trước. Đại Ngọc cười nói, các chị đem xem, cô ta như thế đấy, hôm đó cho người đưa sang cái thứ nhận cho chúng tôi. Tại sao không đưa cả ta một thẻ có tiền hơn không? Hôm nay cô lại tự mình mang thẻ. Tôi cứ tưởng cái gì mới lạ đi, hóa ra vẫn là thứ nhận này. Cô thực là người hồ đồ quá. Tương Vân cười nói, chính chị mới hồ đồ. Để tôi kể võ đồng đuôi cho mọi người nghe xem ai là người hồ đồ. Tôi đưa thứ gì cho các cô thì hai người mang sang, không phải dặn dò, chỉ cần xem qua một lượt cũng đã biết ngay rồi. Nhưng nếu sai người đưa cái gì cho các chị đang làm là tôi phải dặn dò cẩn thận, thứ này đưa cho chị này, thứ kia đưa cho chị kia. Người sai đi mà biết được danh mày còn khá, đúng là phải người vớ vẩn không nhớ được rõ. Cứ đưa bừa đi, tên nọ đánh sang tên kia sẽ bị nhầm lẫn hết ạ. Nếu bà già đi còn khá, nhưng hôm nọ tôi lại sai cái bé con mang sang, làm thế nào mà dặn dò cho nó nhớ hết được những tên họ của A Hoàng bên này ạ? Bây giờ chính tay tôi mang sang đưa cho họ, chẳng dặn dò thơ gì sao ạ? Tương Vân nói rồi bỏ gói nhìn xa bảo, chị Tập Nhân một chiếc, chị Liên Hương một chiếc, chị Kim Xuyến một chiếc, chị Bình Nhi một chiếc, tất cả là bốn chiếc ạ. Thế thì bọn trẻ con nhớ danh mày làm sao được ạ? Mọi người đều cười nói, quả là khó ràng. Bảo Bảo muốn cười nói, vẫn một bé bướm thắng, chẳng thanh thù ai cả. Đại Ngọc cười nhạt, nếu cô ấy nói không danh mày thì đáng đeo con kỳ lân vàng thế nào được ạ? Nói xong liền chạy đi chỗ khác. May sao mọi người không ai nghe thấy, chỉ có Bảo Hoa bĩu môi cười. Bảo Ngọc thấy thế hối hận mình đã lỡ lời, thấy Bảo Hoa cười cũng cười theo. Bảo Hoa thấy Bảo Ngọc cười vội đứng dậy lần đến nói chuyện với Đại Ngọc. Và Mẫu bảo Tương Vân, uống nước trà xong cháu đi nghỉ một lúc rồi đến thăm các chị cháu ngoài vườn mà đi. Cháu sẽ đi chơi với các chị đấy. Tương Vân nhận lời rồi cũng cứ nhẫn lại nghỉ một lúc rồi đi thăm Phượng Thư. Bọn Vũ Mõ người hầu cùng đi theo. Đến đó mọi người cười một lúc rồi sang vườn Đại Quan vào thăm Lý Hoàng. Ngồi một lát lại sang viện Di Hồng tìm Tập Nhân. Tương Vân quay lại bảo bọn người hầu, các cô không phải theo tôi nữa. Ai muốn đi thăm bà con cứ đi, để một mình Lý Vũ theo hầu tôi là đủ rồi. Mọi người vâng lời để Tương Vân Lý Vũ ở lại đấy rồi đi thăm bà con. Lý Vũ nói, hoa sen này làm sao không nở ạ? Tương Vân nói, chưa đến mùa thì chưa nở chứ sao?
Mà cái hoa này cũng như hoa châu Âu nhà ta, đó là hoa kép ạ. Hoa này không bằng hoa của nhà ta. Thế bên này có hoa thạch lự, 4-5 cành súng xếp lại, chùm nọ nằm chồng lên chùm kia, sao mà đẹp thế hả? Hoa cỏ cũng như người vậy, sinh mệnh mà đầy đủ thì càng lớn càng đẹp. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cr.cn để nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cr.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.